Ok, hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh YouTube của JOLAVN ha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video sửa chữa ha. Chủ đề ngày hôm nay thì mình làm về cái gimbal camera của Fly Mini ha. Anh em có thể thấy được là gimbal camera của con Fly Mini nó không hoạt động này. Này, nó không hoạt động này. Vậy con lăn lên xuống nó không được này.
khi tay cầm điều khiển kết nối với con Flycam rồi thì bây giờ mình sẽ test thử lăn gimbal xuống xem nó có hoạt động hay không ha. Đó, anh em thấy gimbal của chúng ta hoạt động bình thường rồi này, đan lên này. Đó, đây là mình đã sửa xong cái lỗi gimbal không hoạt động ha. Thì lỗi gimbal không hoạt động có thể nằm có thể nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân chính là lỗi trên cái cụm camera gimbal 2, đó là đứt cáp gimbal ha.